Tại sao sữa đông giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh? Sữa đông giàu protein. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Hoa Kỳ, sữa đông là nguồn protein giúp xây dựng khối lượng cơ bắp và giảm cân. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều protein là phương pháp điều trị béo phì hiệu quả. Sữa đông có đặc tính probiotic, sữa đông cũng chứa men vi sinh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, tăng cường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tất cả đều có thể giúp bạn giảm cân. Theo chuyên gia, một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh cũng có liên quan đến việc kiểm soát cân nặng tốt hơn. Sữa đông có lượng calo thấp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy thực phẩm chứa ít calo giúp bạn giảm cân, thúc đẩy cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100 gram sữa đông chứa 98 calo. Đây là một lựa chọn tốt cho những người muốn giảm lượng calo nạp vào và cố gắng giảm cân. Sữa đông thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Trao đổi chất là phản ứng hóa học trong các tế bào của cơ thể bạn, biến đổi thức ăn thành năng lượng. Sữa đông chứa canxi có thể giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn trong cơ thể bạn.